Còn một cái nghịch lý khác nữa là sẽ có người pha ly nước chanh ngon hơn bạn, phục vụ tốt hơn bạn và người ta bán ly nước chanh đó rẻ hơn bạn, dẫn tới tình huống bạn bị thất nghiệp, hay nói đúng hơn giá trị của bạn không ai muốn lấy nữa. Chào các bạn, lại là tôi đây. Lâu quá rồi không gặp các bạn, không biết các bạn có nhớ tôi hay không, nhưng mà riêng tôi thì rất là nhớ các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là về tiền. Mà không chỉ đó chỉ là tiền, mà đó còn là giá trị của bản thân bạn. Tiền là thước đo giá trị của bản thân bạn. Hay nói cách khác, khi bạn tìm cách trao giá trị của bạn cho người khác và người khác cảm thấy giá trị của bạn ok thì người ta đưa lại cho bạn tiền. Ví dụ cụ thể, trong một ví dụ thực tế đó chính là khi bạn sở hữu một cái công thức pha nước chanh, bạn sẽ mua chanh về, đường, nước về và bạn trộn lại thành một ly nước chanh tuyệt ngon và bạn đưa đến khách hàng và khách hàng uống thấy ngon và đưa tiền lại cho bạn. Cái nghịch lý ở đây không phải lúc nào bạn cũng có đủ công sức, sức khỏe để mà pha nước chanh, không phải lúc nào bạn cũng dành thời gian để pha nước chanh để kiếm tiền. Bạn rồi cũng sẽ già, cũng sẽ yếu và bạn cũng phải cần dành ra những khoảng thời gian cho con của mình, cho gia đình của mình, hoặc bạn cũng cần những khoảng thời gian cho chính bản thân bạn, phục vụ cho đam mê của riêng bạn. Mà một cái nghịch lý khác nữa là sẽ có người pha ly nước chanh ngon hơn bạn, phục vụ tốt hơn bạn và người ta bán ly nước chanh đó rẻ hơn bạn, dẫn tới tình huống bạn bị thất nghiệp, hay nói đúng hơn giá trị của bạn không ai muốn lấy nữa. Đây là lúc trường phái tiết kiệm và đầu tư ra đời. Và từ đó khoảng cách giữa người giàu và người nghèo được sinh ra, hay nói đúng hơn khoảng cách giữa người nắm giữ nhiều tiền và người không có tiền và phải làm việc cực lực vất vả. Và từ đó mới sinh ra những cỗ máy kinh doanh nè, rồi những mô hình kiếm tiền nè, những cái lớp học mà để dạy kiếm tiền, dạy kinh doanh, rồi những lớp học dạy tài chính cá nhân, rồi tạo động lực bla 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 các kiểu. Nhưng mà nếu bạn nắm rõ quy luật này thì bạn sẽ lạc vô nhóm 5% sở hữu 95% tài sản còn lại trên thế giới. Bạn sẵn sàng làm những việc mà 95% con người trên thế giới không sẵn sàng làm thì bạn sẽ được hưởng những quả ngọt mà 95% những người trên thế giới không được hưởng. Nếu có dư khoảng 2 tỷ thì bạn sẽ phân bổ tài sản của bạn vào đâu? Theo như những người mà chưa có biết đầu tư hoặc là chưa có biết kinh doanh thì họ sẽ nghĩ là họ bỏ tiền họ vô ngân hàng để mà họ lấy về một khoản tiền lời. Nhưng theo tôi nghĩ các khoản tiền lời đó nó rất là cùi bắp ở hai khía cạnh. Một, cái tỷ suất nó rất là thấp. Và cái thứ hai, sau khi mà bạn lấy tiền lời lại rồi, bạn lấy được cái khoản tiền lời đó, bạn cũng không học được gì trong cái vấn đề đó cả. Nếu bạn chịu bỏ công sức ra, bạn tìm hiểu và theo một cái tư duy như tôi rất thích là vừa học vừa được tiền. Khi mà bạn bỏ tiền ra, bạn đầu tư một cái khoản gì đó, rồi sau đó bạn may mắn, hoặc một là may mắn, hai là do kiến thức của bạn quá tuyệt để mà bạn lấy lại về một cái khoản tiền lời, thì khi mà bạn vừa có một cái khoản tiền lời đó thì bạn cũng đã có một cái khoản kiến thức và kinh nghiệm cho việc đầu tư đó. Xin lỗi đã làm phiền các bạn. Nếu mà đây là lần đầu tiên bạn xem kênh của tôi thì hãy dừng lại một vài giây, nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh. Còn nếu video của tôi có lỗi gì, hãy comment xuống dưới cho tôi biết. Vì hành động đó của bạn vô tình làm cộng đồng của mình phát triển hơn, xã hội của mình phát triển hơn. Và như các bạn đã biết thì tôi vừa làm cái việc YouTube là đam mê của mình và vừa làm công việc chuyên môn, nên hai cái nó rất là khó khăn trong cái việc sản xuất video. Như các bạn đã biết thì khi mà làm một cái video á, nó phải trải qua là thứ nhất là phải có ý tưởng, và sau khi có ý tưởng rồi mình phải soạn thảo ý tưởng đó là mất một cái khúc thời gian nữa rồi, và sau đó đến công đoạn là ghi hình. Ghi hình thì mình phải có cảm xúc phù hợp với cái ý tưởng này thì mình mới ghi hình được, và sau khi mà ghi hình xong rồi mình phải edit, cắt gọt, chỉnh sửa video để có được một cái video thành phẩm tuyệt vời để gửi đến các bạn. Vì vậy công đoạn làm video cho những người mới bắt đầu rất là vất vả, nên hy vọng
vọng các bạn sẽ trân trọng những người mà làm những cái video, sản xuất ra những cái nội dung mà áp dụng vào rất là thực tế trong đời sống của người ta, người ta gửi đến bạn, thì mong bạn hãy trân trọng. Và còn chờ gì nữa, tại sao tiếc gì một lượt chia sẻ lên tường Facebook và tường cá nhân để mọi người có thể được cộng hưởng nhiều giá trị này. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ không bàn sâu về việc gọi là đầu tư về việc gì, hoặc là tiết kiệm ra sao, hoặc là phân bổ tài sản của bạn vô đâu. Tại vì tôi đã làm rất rất nhiều video về thứ nhất là cái giá cho giấc mơ bạn bao nhiêu nè, rồi phân bổ tài sản của bạn như thế nào theo phương pháp là Ray On Season của Ray Dalio nè, rồi mua cổ phiếu như thế nào để cho an toàn nè, rồi đầu tư mô hình cho thuê áo ghép và đầu tư bất động sản. Tôi đã có rất là nhiều video nói về việc đầu tư và kiếm tiền rồi. Hôm nay tôi sẽ đi sâu về bạn hơn. Nếu mà bạn lãnh hội được hai cái kiến thức này thì chắc chắn bạn một là sẽ thăng hoa trên công việc chuyên môn của bạn, còn hai là bạn sẽ không bao giờ vất vả khi về già. Cái số 1 mà tôi muốn gửi đến bạn là hãy luôn tìm cách nâng cao giá trị của bản thân bạn hơn so với cái sản phẩm, cái giá tiền mà khách hàng trả lại cho bạn. Ví dụ bạn bán một cái sản phẩm, bạn bán một ly nước chanh giá 10.000, thì bạn đưa ly nước chanh cho khách hàng và khách hàng đưa cho bạn lại 10.000, bạn cầm tờ 10.000 trong tay và bạn phải luôn suy nghĩ là làm thế nào để bạn tạo ra giá trị cho khách hàng phải hơn cái tờ 10.000 đó. Bạn phải tạo giá trị là 20.000, 30.000, nhưng mà bạn vẫn bán cho khách hàng với giá là 10.000, thì lúc đó bạn, sản phẩm của bạn nó sẽ có một cái lợi thế cạnh tranh cao hơn những sản phẩm khác cùng giá hoặc là cùng sản phẩm. Tại vì sao? Khi mà khách hàng cảm nhận được giá trị của bạn rồi thì họ sẵn sàng bảo vệ bạn, và họ sẵn sàng là khi mà có chuyện gì xảy ra, khủng hoảng xảy ra hay là bất cứ vấn đề gì thì họ vẫn luôn là người chọn bạn đầu tiên. Một ví dụ điển hình đó chính là như các bạn thấy là một cái công ty bán lẻ mà họ có thể lấy một cái nguồn hàng về, xong sau đó họ bán cái giá cao hơn cái nguồn hàng họ lấy, nhưng khách hàng vẫn ủng hộ họ. Đó chính là công ty có thái độ giống như vậy, chắc các bạn cũng đã biết đúng không? Thì họ đã làm sao? Họ đã nâng cái dịch vụ của họ lên rất là cao và họ trao giá trị đến cho khách hàng rất là cao qua việc là dịch vụ, nhân viên lúc nào cũng tươi cười với khách hàng nè, rồi lúc nào cũng thân thiện, lúc nào cũng kính trọng khách hàng, rồi khiến cho khách hàng là cảm thấy rất là thoải mái khi vào cái điểm mua sắm của người ta. Còn một cái nữa, bonus nữa là họ liên kết rất là nhiều khi thu tiền điện nè, thu tiền này, thu tiền nọ giùm nè. Rồi còn một cái nữa là họ hỗ trợ kỹ thuật rất là nhiệt tình. Và khi mà bạn đến, bạn nhờ người ta hỗ trợ kỹ thuật, người ta chẳng những không lấy của bạn một đồng xu cắt bạc nào mà họ còn tỏ một cái thái độ rất là tuyệt vời. Nên là bạn, ý đầu tiên của tôi muốn gửi đến bạn, và bạn hãy luôn tìm cách làm như vậy, là bạn hãy nâng cao năng suất giá trị của bạn gửi tới khách hàng hơn là cái mức bạn được nhận về bản thân mình. Vì chỉ có khi đó bạn mới có lợi thế cạnh tranh thật là cao và không ai đuổi kịp bạn. Nếu bạn là con rùa thì hãy ráng chạy nhanh một tí xíu trong khi con thỏ đang ngủ. Còn nếu bạn đã là con thỏ rồi thì hãy cố gắng chạy thật nhanh để con rùa không bao giờ dí kịp. Còn cái ý số 2 mà tôi muốn gửi đến bạn đó chính là hãy tìm một nơi nào đó cất giữ giá trị của bạn thật an toàn. Giá trị ở đây không phải là tiền, mà nó còn là mồ hôi nè, nước mắt nè, công sức nè, thời gian tuổi trẻ của bạn nè. Sau một khoảng thời gian bạn mới dành dụm được một cái khoản tiền như vậy. Nên là bạn không thể để cho nó đứng yên được. Hãy tìm cách quăng chỗ này một ít, quăng chỗ kia một ít, đầu tư vô việc này một tí, kinh doanh chỗ kia một tí. Hãy phân bổ nó ra thật là đều và thật là hợp lý, phù hợp với tính cách nè, sở thích nè, nguồn lực nè, trí tuệ, trí thông minh hoặc là kiến thức của bạn. Bạn phải phân bổ thật là phù hợp, và khi mà sau khi phân bổ rồi thì bạn hãy mặc kệ nó đi. Tại vì nếu mà một khoản đầu tư tốt thì nó chắc chắn sẽ tăng sinh lời theo thời gian, nhiều người sẽ rót tiền vào nó và giá cả của nó sẽ tăng lên. Còn nếu mà bạn lỡ đầu tư vô một món đầu tư tệ, hoặc là một món đầu tư mà nó không sinh lời, hoặc nó quỵ vốn, hoặc nó lỗ đi, thì bạn cũng đừng quá cắn rứt lương tâm hoặc là tự dày vò bản thân.
Hãy nên nhớ đó chỉ là một bài học kinh nghiệm và hãy lưu nó lại, hãy ghi nhớ nó thật sâu lại để chi bạn không bao giờ mắc phải cái sai lầm đó nữa. Đừng cố tự dằn vặt bản thân, tại vì khi mà bạn đau đớn, bạn đau khổ, bạn tự dằn vặt bản thân á, thì bạn sẽ là người bị tụt năng lượng và nó ảnh hưởng đến những cái việc đầu tư khác, những cái công việc kinh doanh khác. Nên khi mà bạn lỡ đầu tư mà bị lỗ hoặc ngoài vốn hoặc lâu quá nó chưa sinh lời, hãy mặc kệ nó, hãy bỏ nó đi, tìm một cái khoản đầu tư mới, tìm một cái trend mới hoặc một cái xu hướng mới mà đầu tư vô nó. Và nên nhớ, cứ tiết kiệm đầu tư thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái khoản lãi kép khổng lồ và sẽ không bao giờ con rùa nó sẽ dí kịp bạn. Nếu mà bạn thấm được hai cái tôi vừa chia sẻ thì chắc chắn đời bạn sẽ không bao giờ phải chật vật vì những buổi khủng hoảng giống như hiện nay. Và trên đây là video của tôi chia sẻ, đây không phải là tôi muốn dạy bảo hay là như thế nào, nhưng mà tôi chỉ muốn là trao đi những cái giá trị mà tôi cảm nhận thấy trong cuộc sống là nó có ích với bạn. Và nếu bạn trau dồi được những giá trị này rồi thì chắc chắn đến một ngày nào đó bạn sẽ phát triển hơn hiện tại, và về già bạn sẽ không bao giờ phải chật vật với đồng tiền như hiện nay nữa. Nếu bạn có thắc mắc gì về video của tôi, xin hãy comment ở bên dưới, nếu không tôi sẽ rất cô đơn đó. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của tôi thì hãy nhớ